Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Và trước khi đến với phần dự báo chi tiết các khu vực trong toàn tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần bản tin dự báo cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn khu vực tỉnh Lai Châu. Thưa quý vị, thưa các bạn, diễn biến tình hình thủy văn đã qua trên sông Đà tại trạm Bắc Ma, mực nước dao động theo điều tiết từ thủy điện Bắc Ma. Dự báo cảnh báo mực nước điều tiết không thay đổi. Đến với khu vực sông Nậm Na tại trạm Nậm Giàng, mực nước biến đổi chậm theo điều tiết từ thủy điện Nậm Na 3. Dự báo cảnh báo mực nước điều tiết không thay đổi. Đến với khu vực của sông Nậm Bùm tại trạm Na Hư, mực nước biến đổi chậm theo điều tiết từ thủy điện Nậm Bùm. Dự báo cảnh báo mực nước điều tiết không thay đổi. Còn trên khu vực của sông Nậm Mu tại trạm Ta Gia, mực nước biến đổi chậm theo điều tiết từ thủy điện Bản Chát Hội Quảng. Dự báo cảnh báo mực nước điều tiết không thay đổi. Khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm có thể xảy ra trong vòng 24 giờ tới thì nhiều nơi tiếp tục có mưa nhỏ, cục bộ thì có nơi mưa vừa. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế xã hội là không bị ảnh hưởng. Chuyển sang phần dự báo chi tiết. Nhìn chung thời tiết toàn tỉnh Lai Châu có mây thay đổi, trời có mưa rào và dông vài nơi, trong ngày có nắng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 22 đến 33 độ, khu vực vùng núi cao từ 19 đến 27 độ, độ ẩm dao động trong khoảng từ 55 đến 95%. Cụ thể như sau, tại khu vực tỉnh Lai Châu được dự báo thành phố Lai Châu có nhiệt độ khoảng 22 đến 29 độ và độ ẩm dao động trong khoảng từ 50 đến 95%. Khu vực huyện Mường Tè nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 33 độ, độ ẩm dao động trong khoảng từ 55 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Sìn Hồ có nhiệt độ được dự báo trong khoảng từ 19 đến 26 độ, độ ẩm dao động 55 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Than Uyên được dự báo có nền nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 32 độ, độ ẩm dao động từ 50 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Nậm Nhùn có nền nhiệt độ được dự báo từ 24 đến 33 độ, độ ẩm dao động trong khoảng từ 55 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Tam Đường có nhiệt độ được dự báo trong khoảng từ 23 đến 32 độ, độ ẩm 50 đến 95%. Khu vực huyện Tân Uyên cũng có nền nhiệt độ tương tự từ 23 đến 32 độ, độ ẩm dao động trong khoảng từ 50 đến 95%. Và cuối cùng sẽ là huyện biên giới Phong Thổ với nền nhiệt độ được dự báo trong khoảng từ 24 đến 33 độ và độ ẩm dao động trong khoảng từ 55 đến 95%. Trên đây là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.